Xin chào các bạn. Là một người mà chuyên đánh giá chuyên về gear tại TNC thì thực sự là mình không lạ lẫm gì về các thể loại màn hình từ rẻ đến đắt. Các bạn cứ hình dung thế này cho nó đơn giản đi. Nếu mà nói về màn hình ấy, nếu là màn đắt thì đương nhiên là tính năng và thông số đều tốt. Nhưng mà có những chiếc nó lên tới 40 triệu đồng và thực sự là khi mua mình sẽ phải cực kỳ đắn đo suy nghĩ. Còn nếu tầm giá rẻ hơn thì đôi khi độ phân giải hay là độ trễ hoặc là tần số quét nó không đáp ứng được cho nhu cầu của mình. Thế nên khi mà mình nhìn thấy hai chiếc màn hình đến từ Acer, một chiếc gần 19 triệu, đây chiếc này là gần 19 triệu này, một chiếc chỉ gần 13 triệu mà đã có tần số quét là 144Hz, độ phân giải từ Full HD đến 2K và kích cỡ là 27 inch. Mình đã thấy chúng là bộ đôi đáng mua nhất trong tầm giá của mình. Vâng, chiếc màn mình đây là Acer Predator XB271 2K, tức là phiên bản đắt hơn trong hai chiếc màn hình kể trên. Chiếc 13 triệu cũng có thiết kế nó gần y nguyên như thế này nhưng mà được giảm độ phân giải xuống. Vậy thì tại sao Predator XB271 lại là đáng mua nhất trong tầm giá? Mình sẽ đưa ra những lời giải thích thỏa đáng ngay bây giờ. Thay vì nói về thiết kế đầu tiên thì mình sẽ điểm qua trước về phần thông số vì đây chính là điểm đã khiến cho mình phải bất ngờ kể từ lần đầu tiên được sờ vào em này. Các thông số thì đều được in ở trên cái phần nắp trên của hộp này. Và trong tầm giá 19 triệu, anh em thay vì chọn XB271 2K, có thể hoàn toàn chọn một số màn khác có độ phân giải cao hoặc là tần số quét cao, nhưng mà hiếm khi có được cả hai yếu tố này. Thì đây, với chiếc màn hình đang có ở trước mặt mình đây, thì đây là một cái thiết bị mà nó có sự hài hòa trong thông số cực kỳ ấn tượng. Tức là bạn sẽ có độ phân giải và tần số quét đều tốt. XB271 2K đương nhiên là có độ phân giải 2560x1440 đi kèm với tần số quét là 144Hz và khi overclock có thể đạt tới mức 165Hz. Mình sẽ nói về thông số 144Hz này một chút. Như chúng ta đều đã biết thì nó tương đương với việc là XB271 có khả năng trình chiếu 144 khung hình khác nhau trong một giây. Và đương nhiên là việc tần số quét cao thì luôn luôn đảm bảo được hình ảnh hiển thị cực kỳ mượt và trải nghiệm với những cảnh chuyển động là rất tốt. Nhưng mà các bạn đã bao giờ nghe tới soap opera effect chưa? Tức là hình ảnh khi mà chúng ta xem một video có nhiều chuyển động trong một màn hình mà nó kiểu nó có tần số quét cao, kể cả TV hay là màn hình máy tính nó cũng thế, thì đôi khi hình ảnh nó mượt đến mức mà nó bị thiếu tự nhiên ấy. Tuy nhiên thì mình có thử tận dụng đến tối đa tần số quét này bằng việc chơi những game rất là nặng với nó, như là Call of Duty Advanced Warfare này, CS:GO, Overwatch hay là PUBG, thì hiện tượng hình ảnh xuất hiện thiếu tự nhiên đều không có. Ngược lại, trải nghiệm chung của mình là hình ảnh lên cực kỳ mượt mà, các chuyển động được ghi lại rất là mịn và những lo lắng ban đầu của mình về việc hình ảnh đôi khi bị khựng hay là bị lưu ảnh kiểu như bóng ma ấy đều đã không xảy ra. Trong thời gian trải nghiệm lâu dài, XB271 2K thể hiện sự bền bỉ xuất sắc khi trải nghiệm là hết sức đồng nhất từ tiếng đầu tiên đến tận tiếng thứ 8. Nếu anh em hỏi mình là chơi game có 8 tiếng liền thì mắt có bị ảnh hưởng gì không, thì với XB271 câu trả lời là không, vì trên tấm nền IPS của nó có cả công nghệ Eye Protect. Cái này thì nó sẽ giúp cho bảo vệ mắt các bạn và nó sẽ được in trên thông số ở đây luôn. Nói sau một chút vào tấm nền thì XB271 2K của mình sử dụng tấm nền IPS, còn chiếc XB271 Full HD thường có giá rẻ hơn thì sử dụng tấm nền TN. Sự khác nhau của hai tấm nền giữa nhau cơ bản ấy là tấm nền IPS cho góc nhìn rộng hơn nó khá là nhiều, còn với tấm nền TN thì góc nhìn nó sẽ bị thu hẹp một chút. Với chiếc giá rẻ thì chúng ta có thể phải hy sinh một chút về góc nhìn, nhưng mà theo mình với giá 13 triệu mà vẫn có tốc độ phản hồi cực tốt là 4ms và tần số quét cao thì đó cũng là điều đáng thôi, vì phần lớn thời gian sử dụng cái màn hình thì chúng ta sẽ ngồi đằng trước đó. Những thông số khác của chiếc màn hình này bao gồm kích thước 27 inch, tỷ lệ khung hình 16:9, độ sáng có thể là 350-400 nits, và phải nói là nó rất nặng với trọng lượng gần 8kg kèm cả chân đế. Điện năng tiêu thụ của màn hình này là 34W. Phụ kiện đi kèm như chúng ta có thể thấy ở đây bao gồm có một cổng DisplayPort, dây HDMI, dây nguồn và một tập sách hướng dẫn sử dụng khá là vô dụng. Đồng thời thì công nghệ đồng bộ được sử dụng trên XB271 là NVIDIA G-Sync. Ê, từ, dừng ở chỗ này một tí đã. 13 và 19 triệu cho G-Sync nhá. G-Sync hay là G-Sync bây giờ nhỉ? Thôi đọc là G-Sync cho nó Việt Nam nhá. Đây chính là điểm tiếp theo là mình cực kỳ ấn tượng. Để hiểu sâu hơn về G-Sync trên XB271 thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút thông tin liên quan đến V-Sync, FreeSync và G-Sync một tẹo nhá. Ngày trước thì để giải quyết cái tình trạng xé hình trên một cặp đôi màn hình và cặp đồ họa chênh lệch nhau về tốc độ dựng hình thì các nhà phát triển đã cho ra mắt tính năng V-Sync và Motion Blur. Chung chung là những cái tính năng đồng bộ hóa xuất hình, tức là tinh chỉnh cho FPS ở trong game tương đương với refresh rate của màn hình đi kèm. Nói chung ngày trước thì dùng V-Sync thì mình thấy là đôi khi nó bị phản tác dụng bằng cách là giảm FPS của trong game của chúng ta đi ấy. Và nhiều khi dù các đồ họa có thể xuất ra tới 100-120fps mà game hiển thị lên có 60fps thì đương nhiên chúng ta rất là bực mình, đúng không? Thậm chí là màn hình V-Sync còn thỉnh thoảng gây khó cho GPU, khiến GPU bị giới hạn và không đem lại công năng sử dụng tốt nhất.
Sau đấy thì để giải quyết tình trạng này, 4 năm trước NVIDIA và ASUS đã cùng tung ra công nghệ G-Sync. Xuất hiện cái này lần đầu xuất hiện là trên con PG278Q. Với G-Sync thì nó hoàn toàn loại bỏ việc màn hình và card đồ họa phải hoạt động độc lập và nhiều khi không có sự đồng nhất cần thiết. Trên XB271 hay là những màn hình khác dùng G-Sync thì sẽ có một module G-Sync được tích hợp ngay vào trong màn hình và ngay lập tức làm tươi màn hình sau khi render xong một khung. Nói để mà dễ hiểu hơn thì sự ra đời của G-Sync đã làm mật độ gặp phải bóng ma lưu ảnh hay là tình trạng xé hình của chúng ta gần như là không còn nữa. Lấy ví dụ như là trên XB271 thì G-Sync hoạt động theo cơ chế là khi chúng ta dựng một khung hình ở trong thời gian ngắn, G-Sync cũng sẽ rút ngắn lại khoảng thời gian làm tươi, và ngược lại, tức là khi dựng khung hình lâu hơn thì chu trình làm tươi sẽ được nới ra. Đây chính là nguyên nhân việc màn hình G-Sync luôn luôn cực kỳ mượt mà. Anh em cứ hình dung là G-Sync sẽ chuyển linh động các tần số làm tươi khớp với tần số dựng hình một cách liên tục, và kể cả khi khung hình cũ và khung hình mới có sự khác biệt thì XB271 có khả năng đệm khung hình cũ và đưa khung hình mới lên màn hình với khoảng thời gian rất là ngắn, và khả năng nhận biết của chúng ta về cái sự khác biệt này gần như là bằng không, tức là lúc nào nó cũng mượt đấy. Mình đã từng làm nhiều những cái con màn hình trên 25 triệu mà chỉ có AMD FreeSync thôi, và mình có thể khẳng định rằng là G-Sync trên XB271 tốt hơn FreeSync tương đối nhiều. Đầu tiên là về cơ chế hoạt động trước nhé. So với G-Sync của XB271 thì FreeSync nó có cách vận hành nó cũng gần như tương tự như thế, nhưng công nghệ của nó chủ yếu được tích hợp qua cổng DisplayPort, có một cái cổng nhỏ gọi là Adaptive Sync. Và cái đặc điểm chủ đạo của FreeSync là nó dùng công nghệ bù khung hình. Anh em mà nghe cái là Low Frame Rate Compensation nghe chắc cũng thấy quen quen đúng không? Thế nên là FreeSync sẽ hợp với những máy có card nó không hẳn là quá mạnh, cấu hình kiểu nó vừa phải thôi. Thứ hai là khả năng tương thích của G-Sync nó vượt hơn so với cả FreeSync. Các game thủ chủ yếu sẽ chọn G-Sync thay vì FreeSync, một phần vì nó có vô số các card đồ họa có hỗ trợ G-Sync. Thế nên là khi mà anh em chọn XB271 ấy thì cũng sẽ thoải mái hơn trong việc lựa chọn những linh kiện khác đi kèm để tối ưu hóa cái khả năng hoạt động của chiếc màn hình này. Đồng thời bên cạnh đó thì qua trải nghiệm của mình thì màn hình G-Sync cho trải nghiệm lâu dài tính theo đơn vị năm tốt hơn là FreeSync. Còn FreeSync chủ yếu là dành cho những ai muốn tiết kiệm nhưng mà vẫn muốn có một cái trải nghiệm game trên màn hình tương đối ổn. Thứ ba là module G-Sync trên XB271 có những tính năng nó cực kỳ khủng. Nó gần như là thay thế bộ chia tỷ lệ màn hình mà không đòi hỏi phần cứng trên màn hình ấy. Tức là gần như là nó chuyển cái phần việc này cho GPU. Nhìn chung tổng kết lại thì với XB271, tất cả những gì mình nói ở trên, G-Sync và những thông số khác như là độ phủ màu sRGB là 97%, Adobe RGB 80%, trải nghiệm trên thiết bị là không bao giờ gặp lag, trễ, xé, bên cạnh đó là hình ảnh xuất hiện sống động, độ tương phản cao và màu sắc lên cực kỳ sắc nét. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số những thứ khác ở trên cái thiết bị này. Hãy cùng tiếp tục với vẻ ngoài hầm hố khá là đậm chất gaming của XB271. Khi sử dụng màn hình này thì mình có hơi được gợi nhớ tới X34 hay là Predator 17 với đặc trưng thiết kế của dòng Predator không lẫn vào đâu được. Vẫn là màu đen chủ đạo và màu đỏ được đưa vào để tạo điểm nhấn. Khu vực trung tâm phía dưới này, đây có một cái logo Predator viền đỏ, rất là nổi bật, viền đỏ thôi, không phải là toàn bộ nó đỏ đâu nhé. Sự nổi bật này được thêm phần cải thiện với các nút chức năng ở phía bên cạnh trái, có cả một cái LED nho nhỏ nữa. Viền của XB271 không bị mỏng quá. Tức là sao? Tức là mọi người nhìn này, khi mà chúng ta nói về viền ấy thì cái viền dưới của nó đương nhiên là nơi đặt logo nó phải dày rồi đúng không? Nhưng mà cái viền ý mình là cái độ dày của hai bên này này, chứ còn về cơ bản con này nó là một cái con có thể gọi là zero frame. Nhiều khi ấy, cái viền mỏng quá và hai cạnh bên này cũng mỏng quá thì các bạn có hình dung được là nó sẽ bị khó chịu không? Nhìn nó kiểu là bị mất cân đối trong thiết kế ấy, nhưng mà XB271 không làm mình khó chịu cho lắm. Màn hình kích cỡ tổng thể nhiều con nó bị rất là lớn nhưng mà viền quá bé thì gây ra cảm giác mong manh. Nhưng mà viền dày quá thì kiểu nó bị sôi thịt ấy và cũng không đúng với xu hướng. Thì XB271 tạo ra cảm giác rất là vừa đủ khi mà làm cái viền cũng như là cái cạnh hai bên như thế này. Mặt sau của thiết bị chúng ta sẽ có một cái logo Acer ở đây, ở bên góc này này, cùng với các khe tản nhiệt phủ đều toàn bộ mặt lưng. Đôi loa của chúng ta thì được giấu khá là khéo ở trong hai lỗ thông khí. Trải nghiệm chung trên loa thì vì đây là loa tích hợp trên màn hình là các bạn đừng kỳ vọng nó phải hoành tráng như kiểu mấy con loa gaming chuyên biệt, không có đâu. Dung lượng của loa không phải là quá khủng, loa thì hơi thiếu bass một chút nhưng mà cũng không sao, dùng để chữa cháy khá là tiện dụng, xem phim các thứ, ok. Các cổng kết nối của chúng ta thì bao gồm có một cổng DisplayPort 1.2, một cổng Hub Upstream 3.0, hai cổng USB 3.0 thường, một cổng nguồn và một cổng HDMI. Đồng thời thì ở bên cạnh đây, ví dụ các bạn nhìn sang bên cạnh phía cạnh phải này, các bạn sẽ thấy thêm hai cổng USB 3.0 và một cái cổng trên này có thể xả được các thiết bị di động này. Đi tiếp đến phần chân đế thì phải nói là nó cực kỳ hầm hố. Riêng mình nó đã phải tầm 2 cân rồi ấy. Chất liệu gia công chủ yếu là từ kim loại và được thiết kế rất là tỉ mỉ theo dạng hình chữ V, từ sơn đỏ ở phần chân như thế này. Tổng quan mà nói thì chân đế này đứng rất là vững và gần như là nó sẽ giúp cho màn hình của chúng ta không bị xô lệch trong gần như tất cả các trường hợp trải nghiệm. Không tin các bạn cứ mua về rung lắc thoải mái, XB271 nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu, không thể đổ được ấy. Mình cũng muốn nói thêm về cái cột chống ở trên XB271 rất là đa dụng và với cái khả năng nâng hạ trong khoảng tầm 30cm, xoay trái phải góc lên tới 30 độ và khả năng nâng gập lên từ âm 5 độ thì phải âm 5 độ cho đến 35 độ.
Nhìn chung thì XB271 2K và XB271 Full HD đều là những chiếc màn hình rất là tuyệt vời trong tầm giá, hỗ trợ tốt cho 100% các game hiện nay. Khả năng overclock kéo tần số làm tươi lên tới 165Hz đi kèm với những thông số ấn tượng khác như độ phân giải, kích thước cũng như tính năng G-Sync khá là thần thánh, có thể làm hài lòng các game thủ khó tính nhất. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với XB271. Còn với các bạn, mình muốn nhắn gửi cho các bạn như này. Đấy là với mức giá là 13 và 19 triệu thì mình nghĩ đây là cặp đôi rất là đáng giá. 144Hz 2K cũng không có gì để mà lăn tăn phàn nàn lắm cả. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về con màn hình này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các thánh trong những video lần sau.